sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc áo bra kim thi rất là xinh nha. Ở đây mình sử dụng một cuộn len cotton Việt Nam và kim móc mình sử dụng là kim móc đầu số 03. Rồi mình bắt đầu vào móc thôi nha. Ok, để bắt đầu móc chiếc ối này thì mình sẽ chập đôi hai sợi len cotton Việt Nam vào với nhau. Các bạn có thể mua hai cuộn len cotton Việt Nam để có thể chập dễ dàng hơn, hoặc là lấy một sợi ở lõi và một sợi ở vòng bên ngoài. Thì đầu tiên mình sẽ vào bước đầu tiên, mình sẽ bắt 18 mũi bính. Cái này thì tùy với khuôn ngực của bạn nhỏ hay to thì bạn sẽ bắt số lượng mũi bính để làm cái phần cúp ngực nó vừa nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 mũi bính. Khi được 18 mũi bính thì mình sẽ bắt đầu lên hàng tiếp theo với các mũi kép. Thì để trước tiên khi bắt đầu hàng tiếp theo thì mình sẽ lên 3 mũi bính. 1, 2, 3 mũi bính. Và mình sẽ bắt đầu mũi kép và chân mũi này. Mình sẽ bắt lên một mũi. Mình sẽ bắt tương tự như vậy cho đến đây là mũi kép tiếp theo này của hàng này. Mũi kép tiếp theo mình sẽ móc cho hết hàng này với đủ 18 mũi nha các bạn. Sau khi mà mình đã móc hết hàng rồi thì mình sẽ được tổng cộng chỗ này. Mình đếm đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18. Mình được 18 chân mũi. Thì để làm tiếp theo thì mình sẽ thêm một chân mũi kép nữa vào cái chân mũi thứ 18 này. Mình sẽ thêm một mũi nữa. Này mình sẽ thêm hai mũi móc kép vào cái chân mũi cuối cùng. Này, các bạn có thể thấy cái chân mũi cuối cùng này mình đang có 3 mũi móc kép vào cùng một chân. Sau đấy thì mình sẽ móc lên 2 mũi bính. Tiếp theo thì ở cái bên phần đối xứng của chiếc cúp ngực này thì mình cũng sẽ móc tương tự ở cái phần bên đối xứng này. Đây. Cái mũi đối xứng này. Chỗ này mình sẽ móc 3 mũi kép vào cái bên chân này. Cái mũi này khá là khó lấy, các bạn cẩn thận. Các bạn móc 3 mũi kép vào đây. 2 mũi kép. 3 mũi kép vào đây. Sau ở các chân mũi này, các chân mũi hết còn lại của hàng thì các bạn cũng sẽ móc đối xứng như bên dưới này thôi. Sẽ móc một mũi kép vào một chân mũi. Bạn sẽ móc một mũi kép vào một chân mũi. Các bạn làm hết như vậy cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc xong cái hàng đầu tiên thì mình sẽ móc lên hàng tiếp theo với mở đầu bằng 3 mũi bính này. Đó. Sau mình sẽ móc vào đây một mũi kép. Ở hàng này mình cũng sẽ tương tự thôi, móc cứ mỗi một chân móc mình sẽ móc một mũi kép cho đến cái vị trí này. Hết vị trí này thì mình sẽ dừng lại. Khi mà đến cái mũi cuối cùng của cái hàng này rồi thì mình sẽ thực hiện tăng mũi bằng cách mình sẽ móc hai mũi kép vào cái lỗ này. 1
hai mũi kép vào đây. Đó, xong rồi mình sẽ móc hai mũi đơn. 1 2 mũi đơn, xong mình lại móc tiếp hai mũi kép vào cái lỗ đó nữa. Tiếp theo thì mình sẽ móc một mũi móc kép vào chân mũi tiếp theo. Một mũi kép. Từ đây trở đi thì mình chỉ móc một mũi móc kép vào một chân mũi cho đến hết hàng. Cái loại tương tự này, một mũi móc kép vào một chân mũi. Một mũi móc kép vào một chân mũi. Và hãy làm tương tự như vậy cho đến hết hàng nhé. Và mình sẽ đã xong hàng thứ hai. Sau khi kết thúc hàng này thì mình sẽ lên hàng tiếp theo. Thì ở hàng tiếp theo này mình cũng sẽ bắt đầu bằng 3 mũi bính nha các bạn. 1, 2, 3. Sau đấy mình sẽ móc, cũng sẽ tương tự như cái hàng vừa rồi thôi. Mình cũng sẽ móc một mũi kép vào một chân móc cho đến hết hàng luôn. Thì đến cái chỗ mà cuối cùng được một nửa hàng ấy, thì mình sẽ lại bắt đầu tăng mũi bằng cách móc như vừa nãy. Thì bây giờ mình cũng sẽ tương tự, móc tương tự nha các bạn. Cũng sẽ móc một mũi kép vào một chân móc. Mình sẽ móc một mũi kép vào một chân móc. Đó, bạn đã tương tự như vậy cho đến hết hàng chỗ này nhé. Đây các bạn, sau khi đến mũi cuối cùng của hàng rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tăng mũi của hàng này. Thì ở đây mình sẽ móc hai mũi kép vào cái lỗ này nha. Một này. Hai mũi kép này. Sau đấy mình sẽ móc lên hai mũi đơn. Đấy, mình lại móc hai mũi kép. Đó. Hai mũi kép. Đó, đúng không? Sau đấy tiếp theo thì ở những mũi tiếp theo thì mình sẽ móc toàn bộ một mũi kép vào một chân móc. Một mũi kép vào một chân móc này. Một mũi kép vào một chân móc này. Đó, các bạn móc tương tự như vậy đến hết hàng nha. Đây là sau khi mình đã móc xong hàng thứ 3. Thì tiếp theo mình sẽ móc hàng thứ tư, mình sẽ móc lên 3 mũi bính. Hàng này thì mình cũng sẽ móc tương tự như các hàng kia thôi. Mình sẽ móc một mũi kép vào một chân móc cho đến hết hàng. Sau đó đến cho hết một mặt của hàng này. Sau đấy mình sẽ tiếp tục tăng mũi. Một mũi kép vào một chân móc. Đó, các bạn hãy móc tương tự như vậy cho đến tận đây nhé. Ok, sau khi móc đến đây rồi thì mình sẽ bắt đầu tăng mũi của hàng này. Thì ở hàng này mình cũng sẽ tăng mũi giống như dưới thôi. Mình sẽ móc hai mũi kép vào này, cùng cái lỗ này. Đó, cùng cái lỗ mình tạo bằng hai mũi bính ở dưới hàng dưới. Đó, sau mình sẽ móc hai mũi bính. Xong rồi mình sẽ móc hai mũi kép vào đây tiếp luôn. Hai mũi kép. Rồi. Sau đó thì mình sẽ móc một mũi kép vào một chân móc ở bên này cho đến hết hết hàng. Đó, cho đến hết hàng nha. Ok, đây là sau khi mình đã móc xong hết 4 hàng nha các bạn. 1 hàng, 2 hàng, 3 hàng và 4 hàng. Với quy tắc là sẽ móc hết toàn bộ một mũi móc kép vào một chân móc cho đến mũi cuối cùng này. Cho đến mũi cuối cùng này. Và ở cái phần hở này thì mình sẽ móc 4 mũi. Đầu tiên là hai mũi móc kép vào cùng một chân móc hở này, xong đó là hai mũi móc xích, xong lại là hai mũi móc kép vào cùng chân này. Rồi sẽ móc tiếp một mũi móc kép vào một chân móc cho đến hết hàng. Đây là mình sẽ được hoàn thiện một hàng. Và mình sẽ làm tương tự như vậy thêm 4 hàng nữa. Vậy tổng cộng là mình sẽ làm lên hàng thứ 8.
thì mình sẽ được một cái cúc ngực như thế này với nguyên tắc như thế. Thế mà các bạn hãy tiếp tục làm cho đến hàng thứ 8 nhé. Sau khi đã móc xong 8 hàng thì mình sẽ được một cái cúc ngực như thế này. Các bạn hãy móc lên một mũi đơn rồi kết thúc cái phần cúc ngực rút ra như này nhé. Và các bạn dùng kim khâu len để khâu dấu những cái sợi chỉ thừa này vào. Mình sẽ làm tương tự như vậy để một bên còn lại. Thì sau khi làm xong thì mình sẽ được hai phần cúc ngực như thế này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nối hai phần cúc ngực vào với nhau.